Xin chào các bạn, lại là Kim Ngân đây. Tuần qua của các bạn như thế nào? Hôm nay là chủ nhật cuối tuần rồi, bây giờ cũng 7 giờ tối. Chúng ta dành một chút thời gian cuối ngày để chúng ta đọc sách với nhau nhé. Lần cuối cùng các bạn tức giận là khi nào ạ? Có một câu nói là khi mà chúng ta tức giận với người khác thì cũng giống như là việc mà chúng ta uống thuốc độc mà chúng ta mong cho người khác chết như vậy đó. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta chưa thấu hiểu được cơn giận thì dù có điều khiển được nó thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Và sau đây chúng ta sẽ đến với bài tức giận trong quyển sách Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm. Chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn. Bình thường chúng ta nghe rất là nhiều phương pháp, những cái giải pháp để giúp chúng ta chuyển hóa được những cái cơn giận của mình. Nhưng mà để mà có thể chuyển hóa được thì bản thân chúng ta phải hiểu rõ được cái cơ chế vận hành của cơn giận đó, cũng như là chúng ta hiểu rõ về bản thân mình. Vậy thì cơn giận từ đâu mà tới? Chúng ta sẽ nghe những dòng chia sẻ của thầy Minh Niệm các bạn nhé. Xin chào ạ, chào Vy Vy, chào Đức Mạnh. Cơn giận từ đâu tới? Mỗi khi nổi giận, ta thường cho rằng chính người kia là thủ phạm đã làm cho ta giận. Như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới vậy. Vì thế ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau điếng hay tức giận thì ta mới hả dạ. Ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ, để họ không còn dám chọc giận mình nữa. Sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh và khiến ta càng đuối sức. Vì khi giận, năng lượng trong ta bị đốt sạch, cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích thích adrenaline và cortisol, gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể, nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập. Ta sẽ rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời, nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không sáng suốt và không kiểm soát nổi mọi hành vi của mình. Nếu thế hệ trước, gần nhất là cha mẹ, có mang tính nóng giận, thì ta khó thoát khỏi sự trao truyền từ nhiễm sắc thể. Ta còn chịu sự tưới tẩm từ cách nói năng và hành động hàng ngày của bạn, hành động hàng ngày của họ. Môi trường lớn lên và làm việc cũng đóng góp đáng kể cho tính cách nóng giận hình thành trong ta. Sự nuông chiều và nể trọng cũng rất dễ khiến ta có thói quen muốn gì được nấy hay muốn chứng tỏ quyền lực trước mọi người. Vì thế, chỉ cần có chút vấn đề không vừa ý là ta lập tức nổi giận ngay. Ngoài ra, ta còn bị ảnh hưởng sâu nặng bởi tâm thức xã hội, nên ta luôn cho rằng nổi giận là bản năng tự vệ của con người. Nhờ nó mà người khác mới không dám uy hiếp mình. Ta còn xem đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc để ta lấy lại sự cân bằng mỗi khi gặp nhiều phiền toái. Nhưng thực chất là ta đã thất bại. Ta chưa thuần phục được bản tính hơn thua cố hữu. Không biết cách giải bày sự không hài lòng một cách hiểu biết hơn và đang làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn. Đoạn vừa rồi chúng ta đã nói về việc cơn giận từ đâu tới. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta có thể chuyển hóa được cơn giận. Chào Phương, cảm ơn bạn đã có lời khen ạ. Chúng ta tập trung vào nội dung ha, tại vì những cái điều mà thầy Minh Niệm chia sẻ trong quyển sách Hiểu về trái tim á, nó khá gần gũi với mình. Và gần như là mỗi lần chúng ta đọc những cái dòng này thì chúng ta lại có những cái cảm xúc, có những cái điều chúng ta học được, có những cái giá trị khác nhau. Bởi vì mỗi lần như vậy thì cái trải nghiệm của mình á, nó khác nhau. Cho nên là với mỗi trải nghiệm thì chúng ta sẽ thu được những cái bài học khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chuyển hóa cơn giận.
Hy vọng là có ai đó đang bị cái cơn giận chi phối có thể nghe được bài này và chúng ta chia sẻ với nhau. Tựa sách là Hiểu về trái tim ạ. Sách này của thầy Minh Niệm. Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và day dứt vì những phản ứng dại dột và thấp kém của mình. Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt người khác. Nên lòng cứ dặn lòng sẽ không để cho cơn giận thao túng mình thêm lần nào nữa. Thế nhưng khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Ngay lúc ấy, dù được người khác nhắc nhở, ta cũng gạt ngang. Lý trí cũng phải đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, ta dần trở nên căm ghét cơn giận của mình. Rồi có khi ta quay sang trách giận cha mẹ, trao chi cái tính làm khổ mình, khổ người như thế này. Thật ra, nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên, thì nó không đủ sức làm cho ta khổ. Ta đã vô tình tạo ra nó từ những điều bất như ý nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà ta không hay biết, như là kẹt xe, xếp hàng mua đồ, gọi điện người thân không nhấc máy, thức ăn không vừa miệng, người kia quên chào hỏi, đến những phiền toái do chính mình gây ra, như là mở nhầm chìa khóa, uống nước bị bỏng miệng, trượt chân ở cầu thang, tìm mãi không ra quyển sách, hồi tưởng về quá khứ đau buồn. Những điều này gần như là chúng ta gặp mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không kiểm soát được cơn giận, chúng ta cứ dễ bị tức giận bởi những điều nhỏ nhặt như thế này, thì gần như là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều tức giận, và những điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, cả sức khỏe luôn, đến cả sức khỏe và cảm xúc của chúng ta. Nguyễn Hoài Thanh nghe giọng quen quen hả? Quen ở đâu ạ? Có khi là giọng giống giọng nữa. Thật ra nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên thì nó không đủ sức làm cho ta khổ. Ta đã vô tình tạo ra nó từ những điều bất như ý nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà ta không hay biết. Là những cái điều mà Kim Ngân vừa kể đó. Rồi, nếu như mà chúng ta không quan sát và hóa giải bớt những phản ứng chống đối một cách âm ỉ từ những việc như thế, thì cơn giận chắc chắn sẽ hình thành như một quy trình tự nhiên. Khi nguồn năng lượng giận gần như được mặc định trong tâm thức, chỉ cần một hành động không dễ thương hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho nó bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ. Quyển này hiện tại là ở trên YouTube đã có tất cả là đều đã có những cái bài đọc của những nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Nếu như các bạn thích đọc thì có thể mua sách về đọc. Thật ra thì Ngân thấy cái việc mà mình đọc sách tự tự mình đọc á, lâu lâu á thì lên chia sẻ với các bạn một vài bài trong này thôi, nhưng mà cái việc mà mình tự đọc nó cũng có những cái thú vị rất là đặc biệt. Nhưng mà mình nghe á, thì mình có thể nghe trong, có những lúc mình không đọc được thì mình có thể nghe. Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa bung ra thành lời nói hay hành động, ta hãy mau chóng tìm cách cách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh hay dạo bước trên con đường râm mát. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh thì ta hãy ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào, dù ta cho nó đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn
đều sẽ khiến ta hối tiếc sau này. Ta hãy cố quên đối tượng kia đã làm hay đã nói điều gì với ta, mà chỉ đem hết tâm ý tập trung vào hơi thở để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc. Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm, thì chỉ 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi. Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy, thì ta chỉ cần lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong, chứ đừng vội vã truy cứu hay trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà. Chuyện đó hạ hồi phân giải. Cũng giống như là Kim Ngân chia sẻ ở phía ngoài, khi mà các bạn vào xem livestream này đó, thông thường chúng ta có thói quen là khi mà chúng ta tức giận thì chúng ta thường là đổ lỗi cho những điều kiện bên ngoài. Và nhất là khi chúng ta xảy ra tức giận hay mâu thuẫn với một ai đó, thì chúng ta cố gắng tìm những cái lời lẽ để làm cho người kia tổn thương nhất có thể. Vì khi đó chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể hạ được cơn giận của mình. Như vậy thì nó rất là kỳ lạ, nhưng mà có thể so sánh với việc là khi mà cái căn nhà của chúng ta bị cháy vậy đó. Khi đó thay vì chúng ta quay về bên trong nội tâm để chúng ta chữa cháy cho căn nhà của mình, thì chúng ta lại đi đốt nhà của người mà chúng ta nghi là thủ phạm. Hoặc là chúng ta, nhiều khi là chúng ta giận lây những người xung quanh nữa, là giống như là chúng ta cố gắng mình đốt nhà của những người xung quanh, trong khi mình có thể quay về và chữa cháy cho căn nhà của mình. Chào các bạn. Chúng ta đang nói về cách chuyển hóa cơn giận, và đoạn này đang nói về việc chúng ta có thể quan sát hơi thở. Nếu như mà các bạn có thiền á, thiền thì nó nghĩ bây giờ cũng không có xa lạ gì nữa. Hầu như nó đã xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta, tại vì cuộc sống bây giờ có rất nhiều những cái nỗi lo lắng, những cái điều bất an. Và khi mà quay về với thiền, cả thiền không, nó không có gì tôn giáo cả. Bây giờ những doanh nhân, những người trí thức, và thậm chí đến các em nhỏ, thì bố mẹ cũng cho tiếp xúc với thiền. Khi mà chúng ta hiểu bản thân mình sâu sắc, thì từ đó trí tuệ của chúng ta sẽ phát sinh. Quyển sách mà Kim Ngân đang đọc đó là Hiểu Về Trái Tim ạ. Hơi thở là điểm tựa rất an toàn mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà ta không biết phải làm sao. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng mãi cách này, thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa được nó, sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên, sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại bản thân mình mỗi khi tức giận, thay vì tìm cách trả đũa, ta hãy dành nhiều thời gian để quan sát cơn giận của mình. Hãy chú tâm quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ra hành động, đến khi nó tan biến. Khi có kinh nghiệm, ta sẽ phát hiện ra cơn giận vốn không có thật. Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của guồng máy tâm thức, như là nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, cái giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền, bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận để dễ dàng chuyển hóa nó. Chào bạn Tùng Phước, chào bạn Phương Quýt. Chúng ta đang đọc quyển sách Hiểu Về Trái Tim của thầy Minh Niệm, và bài mà chúng ta đang đọc đó là Tức Giận. Trong quyển sách này thì có tất cả những trạng thái cảm xúc mà chúng ta gặp hàng ngày, và nó sẽ lý giải cách mà những cái cảm xúc đó vận hành. Và một khi chúng ta hiểu được cách vận hành của cảm xúc của mình, thì khi đó chúng ta mới có thể làm chủ được cuộc đời mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị những cái cảm xúc đó nó dẫn dắt chúng ta đi. Và những cái cảm xúc trong quyển sách này bao gồm như là khổ đau. Tại vì đôi khi chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao ta giận, tại sao ta buồn, tại sao ta vui, tại sao có lúc chúng ta cảm thấy lo lắng, có lúc chúng ta cảm thấy khổ đau.
Thì hiểu được những cái cảm xúc này, nó sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được nó. Khổ đau nè, hạnh phúc, tình yêu, tình thương. Bài mình đang đọc là bài thứ 5, là bài tức giận. Rồi chịu đựng, ghen tuông, tha thứ, sòng phẳng. Cả những cảm giác như là nhàm chán, kính trọng, nghi ngờ, lắng nghe, phán xét. Phần này chúng ta đang đi sâu vào tìm hiểu cơn giận và chuyển hóa nó. Mình đọc tiếp nhé. Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta mong muốn mình sẽ hết nóng giận ngay khi bắt đầu luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Đây là khi mình chuyển hóa cơn giận. Còn bình thường đối với bất kỳ việc gì cũng vậy. Thường thì chúng ta sẽ muốn là có kết quả nhanh nhất có thể. Nhưng thật ra điều gì muốn bền vững thì nó cũng cần phải có quá trình hết á. Chào Diệu Hiền, chào Sáng Lì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tiếp tục ha, tới đâu rồi? Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn đầu, nhưng dần dà ta sẽ quen và còn cảm thấy rất thú vị như đang xem một bộ phim hành động. Khi mà chúng ta quan sát cơn giận của mình, nó cũng có rất nhiều thú vị các bạn. Chúng ta quan sát khi mà nó trỗi lên rồi từ từ nó dịu xuống. Nó cái tiến trình mà nó chạy á, có thể có khi đối với một số bạn thì nó chạy giống như là hình sin vậy đó, khi nó lên khi nó xuống. Và khi chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy nó diễn tiến rất là thú vị, giống như khi mà chúng ta xem một bộ phim vậy đó. Ta cứ ngồi đó quan sát cơn giận của mình như đang ngã người ra ghế xem phim vậy. Và đúng thực sự là khi chúng ta xem phim thì nó cũng có những cái hỉ nộ ái ố, có những cái cảnh mà chúng ta vui cùng nhân vật, buồn cùng nhân vật, hay là tức giận, hay là khổ đau, thậm chí chúng ta khóc cùng nhân vật luôn. Thì việc mà mình quan sát cơn giận hay quan sát những cái cảm xúc của mình cũng giống như vậy đó. Trong trường hợp bất hại đến kẻ khác, ta hay để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên. Nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát. Nếu ta lỡ không kiểm soát được cơn giận thì sẽ ra sao? Quan trọng là chúng ta luyện tập. Có nghĩa là chúng ta biết là mình đang luyện tập, thì cái thời gian đầu có thể là chúng ta vẫn chưa kiểm soát được. Chúng ta không có cầu là nó phải hết ngay từ những cái lúc đầu tiên mà chúng ta luyện tập. Thì có thể là thời gian đầu cái cơn giận nó vẫn cứ nổi lên. Mà đôi khi chúng ta cứ để cho nó nổi lên cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta quan sát nó. Và ngày qua ngày chúng ta cảm nhận là nó giảm dần. Khác với mọi lần là ta có quan sát nhé. Lẽ dĩ nhiên cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ của riêng nó, và ta không có ý đuổi theo để dập tắt. Phần này gần như là giải thích cho câu hỏi của bạn Bùi Văn Hùng luôn nè. Ta chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào thôi. Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái thấy mới về bản chất vô thường của cơn giận. Các bạn hiểu vô thường là như thế nào không ạ? Tất cả những cái điều đó nó đến rồi nó sẽ đi. Khi chúng ta giận, lúc đó chúng ta giận đó, rồi nó sẽ đi thôi. Không có gì là mãi mãi cả, ngay cả hạnh phúc hay khổ đau cũng vậy. Nhận thức sai lầm trong ta từ đó sẽ rơi rụng. Ta cần kiên nhẫn luyện tập để điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức, chứ không phải muốn trấn áp hay điều khiển cơn giận. Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận, dù có điều khiển được nó thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Vậy nên bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải thấu hiểu cơn giận của mình nhé.
quan sát và thấu hiểu. Và thông qua việc thấu hiểu những cảm xúc đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ mình hơn đấy. Chúng ta chuyển sang một phần khác. Có thương đừng giận. Một cách nữa mà Kim Ngân áp dụng và thấy rất là thành công. Tại vì thông thường thì những cái người ở bên ngoài á, sẽ không làm cho chúng ta giận nhiều. Bởi vì một người không quen, không biết hơi đâu mà chúng ta giận, đúng không? Nếu mà họ không quen biết với mình thì mình kệ thôi. Còn thông thường chúng ta lại có những cái sự tức giận hằn sâu hơn đối với những người chúng ta yêu thương. Tại sao chúng ta thương rồi mà chúng ta lại tức giận rồi chúng ta làm cho họ đau ạ? Nếu như một điều mà chúng ta có thể ứng dụng là ngay khi đó chúng ta tưởng tượng nếu như hôm đó là lần cuối cùng chúng ta gặp được người đó, chúng ta gặp được người mà chúng ta yêu thương đó, thì chúng ta có tiếp tục giận họ hay không? Chúng ta có đối xử với họ như cách mà chúng ta đối xử hay không? Và khi mà đặt câu hỏi đó cho mình thì chúng ta sẽ biết cách ứng xử cho phù hợp. Còn nếu mà không thương nữa thì lúc này là thành người dưng rồi, giận làm gì, đúng không? Ta cũng đừng vội thỏa mãn với kết quả thực tập ban đầu. Dù ta không còn dễ giận như trước nữa, thậm chí ta có thể mỉm cười thật tươi để nghe lời quở trách của sếp hay hành động bất cẩn của một bạn đồng nghiệp. Hay đợi đấy, khi về đến nhà, nếu bất ngờ ta bị người thương nghi ngờ hay phán xét một cách vô căn cứ, thì cơn giận năm xưa có thể sẽ quay về ngay lập tức. Thế nhưng, ta lại hay biện minh rằng có thương thì mới giận. Ta nghĩ đối với người dưng nước lã thì như thế nào ta cũng mặc kệ. Ta chẳng cần quan tâm vì họ chẳng liên quan gì đến ta. Đằng này, một người sống với ta chừng ấy năm trời, lúc nào ta cũng tin yêu và sẵn sàng cho họ tất cả, mà họ lại đối xử với ta như thế, thì đó là sự xúc phạm rất nặng nề. Nhưng sự thật là ta đang tức tối trước những đòn tấn công mà ta không hề có ý thức phòng thủ. Vì ta cho rằng khi ta đã hết lòng với ai thì người đó không được quyền làm cho ta tổn thương. Đòi hỏi một người đừng bao giờ có những lầm lỡ với ta chỉ vì ta đã từng nâng đỡ hay hiến tặng cho họ quá nhiều thứ thì đúng là một ảo tưởng. Thử đổi lại vị trí ấy, xem ta có làm như thế được không? Đời sống ngày càng nhiều áp lực, chỉ mỗi khó khăn kinh tế thôi cũng đủ khiến người ta mất hồn mất vía rồi. Nên việc bỏ bê bản thân và hành động sai sót cũng rất đổi thường tình. Nếu ta là người có hiểu biết và đang bình ổn, thì hãy giúp họ tươi tỉnh lại, để họ nhận diện ra chính mình và sự màu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu. Chứ lẽ nào ta lại muốn quẳng tiếp vào họ cơn thịnh nộ nảy lửa để thiêu đốt họ thêm? Trừ phi không tự chủ được mình, chứ ta đừng bao giờ cố gắng giả bộ nổi giận để mong bên kia thức tỉnh và hành động đúng đắn trở lại. Không ai thích đón nhận những cảm giác nặng nề và khó chịu cả, dù biết mình có lỗi và không thể phản kháng ra mặt. Nhưng họ sẽ rất mệt mỏi và bất mãn ta. Không cẩn thận thì cách đó có khi bị hiểu lầm là thái độ trừng phạt không thương tiếc. Nên họ sẽ nuôi giận trong lòng và sẽ làm cho tình trạng tồi tệ thêm. Điều này có thể ứng dụng trong việc mà chúng ta, Ngân chưa có gia đình. Trong việc mà quý vị phụ huynh dạy con á, thường thì chúng ta có câu là thương con, thương cho roi cho vọt. Và chúng ta dùng những cái cách đòn roi để mà dạy con. Điều đó hoàn toàn đôi lúc có một số trường hợp đúng. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ bản thân mình. Cái lúc mà mình đánh con á, là mình thực sự có an hay không, có bình tĩnh hay không, làm việc mình đánh đó là để răn đe, hay là cái cơn tức giận trong mình
nó quá lớn đến nỗi là chúng ta phải đánh con để mà chúng ta vơi đi bớt cái cơn giận đó. Thì khi mà chúng ta quay về, chúng ta quan sát cái cảm xúc của mình, thì khi đó chúng ta sẽ không có những hành động hồ đồ. Nên nhớ, phiền não vốn rất tinh tế. Nếu không có một kỹ năng quan sát thật tốt thì ta khó mà phát hiện hết sự vận hành của nó. Nên lúc nào ta cũng phải quan sát hết á. Tâm của mình nó cũng rất là vi tế. Một cái điều nhỏ thôi, nó khởi lên là biết bao thứ trong đó mà chúng ta cần phải quan sát. Để rồi một ngày nào đó ta không thể ngờ cơn giận cuồng điên bỗng từ đâu tràn ra như thác lũ, cũng do ta thường quá chủ quan, tưởng mình không còn giận hờn nữa, hoặc nghĩ rằng mình chỉ giả bộ để ra uy, hay cố gắng trình diễn để lấy lòng kẻ khác, mà ta không thấy những đợt sóng tức giận đang ngấm ngầm bên trong. Mỗi ngày một chút, năng lượng giận hờn kết tinh thành một khối rất lớn mà người ta thường gọi đó là nội kết. Khối nội kết này gần như chi phối mọi hành vi của ta. Lúc nào nó cũng khiến ta cầu có hay gây sự với đối tượng ấy, mặc dù họ chẳng làm gì ta cả. Hóa ra ta đã không hiểu hết cái tâm cố chấp và chưa đủ độ lượng của mình, dù trong ý chí ta cho rằng những chuyện ấy không đáng chi cả. Thế mới biết thấu hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm còn quan trọng hơn là dập tắt được ngay một cơn giận. Các bạn, nếu như mà đã từng không kiểm soát được cơn giận của mình và nay đã có những chuyển biến tích cực, thì các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình để điều đó nó tạo nên một cái nguồn cảm hứng cho những bạn khác. Mà khi mà chúng ta chia sẻ thì quá trình thực tập của chúng ta nó cũng sẽ được tốt hơn đó các bạn. Cho nên khi nào ta vẫn còn quá quan trọng và luôn tìm cách nâng niu cái tôi của mình thì cơn giận sẽ vẫn còn. Trong khi đó, tình thương chính là khắc tinh của cơn giận. Trong quyển sách này có bài tình thương luôn. Cơn giận cũng vô thường, nắng bừng vỡ màn sương, mời lên tâm tỉnh thức, càng nhìn lại càng thương. Hết bài cơn tức giận rồi đó. Các bạn có thường đọc sách không? Thật ra thì hầu như cuộc sống hiện nay chúng ta đều sẽ rất là bận, hầu như là như vậy. Nhưng mà thời gian mỗi người đều có 24 giờ. Quan trọng là điều mà chúng ta ưu tiên là điều gì? Thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành ra 30 phút ít thôi để chúng ta đọc sách. Qua những cái quyển sách thì chúng ta sẽ, thứ nhất là rõ ràng là chúng ta sẽ có kiến thức tốt hơn nè. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ, nó có rất nhiều ích lợi. Và một cái ích lợi mà Kim Ngân thấy đó là nó cũng làm cho chúng ta có những cái động lực để mà chúng ta tốt hơn từng ngày trong cuộc sống. Đến đây thì có lẽ là sẽ tạm biệt các bạn tại đây rồi. Nhiều quá, nhiều khi các bạn không xem lúc này thì sẽ lười xem lại đó. Đây lại là cái gì nó vừa vừa, nó vừa đủ thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ, chúng ta có thể dành một chút thời gian để chúng ta suy ngẫm lại, chúng ta quan sát lại một ngày, một tuần mà chúng ta đã trải qua, rồi lên kế hoạch cho ngày mai, nhìn lại một tuần đã qua. Và hy vọng là qua tuần mới chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm cũ, chúng ta sẽ tốt hơn từng ngày. Rất trân quý và biết ơn quý vị và các bạn đang theo, đã, đang và sẽ theo dõi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.